cộng 3 x trừ 2 trừ 7 x cộng 2 lập thành cấp số nhân. Nhân vô. Đây số hạng thứ mấy? Dạ. Số hạng thứ mấy? Dạ. Số hạng thứ mấy? Hiểu. Thì thằng giữa nè, thằng giữa ghi về bài vô, do ba số này cấp thành số nhân. Thằng giữa đi. Giữa đâu? X trừ 2 bình phương bằng hai thằng ngoài nhân lại y cộng 3 nhân trừ 7 cộng 2. Là tới đây cần chỉ nữa không? Hạng thức nè, phân phối nè, làm ơn đừng có để sai dấu giùm em nha. Rồi đó tìm x kịp không? Dạ.